Cho các bạn xem ha, một con rồng nhỏ ở trên rồi một con rồng lớn ở dưới. Rồng nhỏ ở trên là nó làm design kiểu cho đẹp thôi, còn ở dưới là mới có ruộng nha các bạn. Cua hoàng đế trong thùng này thì mình muốn mua không nhà, gia đình mình nhiều người đó, đông á thì mua nguyên thùng gì. Còn không thôi thì mình mua cái loại dĩa nhỏ gì cũng được nè. Chứ không phải là họ bán nguyên thùng, không có bán dĩa nhỏ hết các bạn. Có đủ sự lựa chọn cho mình hết. Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Các bạn ơi, mới có 9 giờ sáng giờ Cali thôi đó các bạn, mà mọi người đi Costco mua sắm rất là đông. Hôm nay Phượng với Sang đi Costco ở gần nhà nha các bạn. Costco ở Hayworth, đường Hyperion nha. Chút xíu nữa Phượng để cái địa chỉ trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả cho cô chú, anh chị em và các bạn tiện dễ theo dõi ha. Hôm nay thì Costco chưa có lượt sale mới đâu các bạn. Hôm nay mình chủ yếu là đi mua sắm để mà về ăn lễ thôi các bạn. Rồi thì Phượng mời cô chú, anh chị em và các bạn cùng theo chân gia đình mình đi vào bên trong. Mình xem có gì được thì mình mua, không thôi thì đi dạo vòng vòng xung quanh Costco với hai chồng Phượng cho vui nha. Cô chú, anh chị em và các bạn ơi, hôm nay Phượng thấy cái thùng karaoke nè. Họ bán là 150 ha, 149 đồng 99 cent, là 150, họ ốp cho mình được 50 đồng rồi đó các bạn. Hai set là 239, 5 chai luôn các bạn, 5 chai là 240 đồng. Cô chú, anh chị em và các bạn ơi, cái rượu hình thỏi vàng ha, họ bán là 239 đồng 99 cent ha các bạn. Còn rượu này Phượng hay nói nè, có bạn cũng ở tiểu bang khác á, nói là bên tiểu bang của mình ở Costco không có bán. Họ bán là một thùng rượu mà 12 con giáp, vậy là 129 đồng 99 cent hết các bạn. Cái này thì hầu như là Costco gần nhà mình á, mỗi năm mình thấy đều có bán hết. Còn qua đây là cái rượu mà hình con rồng ha, năm nay là năm thìn nè các bạn. Họ bán một con như là 99 đồng 99 cent. Phượng quay gần cho các bạn xem ha, một con rồng nhỏ ở trên rồi một con rồng lớn ở dưới. Rồng nhỏ ở trên là nó làm design kiểu cho đẹp thôi, còn ở dưới là mới có rượu nha các bạn. Rượu này thì sản xuất ở Pháp nha, rượu 12 con giáp cũng vậy, sản xuất ở Pháp. Qua đây thì cái chai rượu vodka trà hiệu của Kirkland hết các bạn, họ bán là 20 đồng 99 cent ha. Hôm nay là trước một ngày lễ Giáng sinh, mọi người đi mua sắm rất là đông. Giờ này hai vợ chồng đi là mới có 9 giờ sáng rồi mà đông vậy đó các bạn, cũng tranh thủ dữ lắm. Giờ mở cửa là hai vợ chồng đi rồi, tại vì nhà mình gần Costco đó, thành ra mình cũng tranh thủ 9 giờ Costco mở cửa mình đi. Mà hôm nay hình như là họ mở cửa sớm mà sao á. Mình tới đây mà thấy mọi người rất là đông. Ba Sang đang lựa bao tay cho tụi nhỏ. Đây là tính là lễ New Year dẫn tụi nhỏ đi chơi tuyết nè. Thành ra là mua cái bao tay cho tụi nhỏ nó chơi. Lửa tuyết phải không? Phải cái này nè. Mà cái đó đâu có của nít hả? Cái loại này, cái này cầm vô nó sẽ tiết, nó sẽ ướt. Ướt hay hả? Phương quay dạo một vòng xung quanh trang cho cô chú, anh chị em và các bạn xem ha. Cái đôi bông này họ bán là 3.299 đồng 99 cent các bạn. Cái 28 đây là cái đèn, không phải không bù lao.
cái đèn này như là sale còn tới tháng 1 17 thì 30.000. Cái đèn này là đèn led anh? Họ đang giảm giá cho mình được 10 đồng á cô chú, còn 29 đồng 99 sen ha. Hai vợ chồng hôm nay đi Costco sớm để mua một ít đồ ăn để mà mình về chuẩn bị ăn lễ. Mình ra sẵn mình quay. Dẫn trong nhà mà cho ga rồi nó báo ga rồi đó. À, giống nhà mình à hả? Tháng 1 rồi mấy mới hết. 29 đồng 99 sen tròn cái. Mình ra là mình sẵn mình quay mình chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn. Lễ Giáng sinh có cầu rất là đông, mọi người đi mua sắm rất là nhiều. Nãy chai rượu này ở ngoài đó Thuận thấy nè, họ bán là 21 đồng. Rượu vodka. Mấy cái rượu vodka đó mình mua về mình ngâm rượu thuốc được đó các bạn. Uống thì uống thì nồng độ cao lắm. Để lộn chai. Với cây này sale thôi nè. Cây này sale tới ngày 31 tháng 12. Mùa lễ này có cầu gần nhà Phượng, Phượng thấy là bán rượu rất là nhiều ha. Mày có 54 cây hết. Một chai rượu này họ bán là 48 đồng 99 sen. Cái rượu đó có mùi cà phê phải không anh? Lấy một chai đi. Họ đang giảm cho mình được 4 đồng đó, còn 17 đồng 49 sen cho một chai. Ednop đang giảm đó kìa. Nó có cái mùi giống như cà phê vậy đó. Cái Ednop đang giảm 2 đồng rưỡi. Cái Ednop này thì họ đang giảm cho mình được 2 đồng rưỡi. Cái chai này, cái chai này rẻ quá vậy. Tính ra còn có 9 đồng chai này à. Cái rượu này uống thì sao không biết à. Còn cũng chưa từng uống qua. Còn cũng chưa từng uống qua. Cô chú anh chị em và các bạn nào mà có uống qua cái rượu này á thì chia sẻ giúp Phượng nha. Họ đang giảm cho mình được 2 đồng rưỡi đó các bạn. Còn 8 đồng 99 sen là cho 9 đồng chai như thế này ha. Là 1 lít 75 ha. Còn chai này là 17 đồng 49 sen. Phượng kêu sang mua về uống thử coi nó như thế nào. Rượu của Mexico ha các bạn, mà có mùi cà phê. Đó, một chai về là 1 lít mà đang giảm được 4 đồng, còn 17 đồng 49 sen đó các bạn. Qua bên đây là mấy cái rượu mắc tiền nè, họ để trong cái tủ kính như thế này nè các bạn. Khi nào mình mua thì mình nói nhân viên họ đến họ lấy ra cho mình ha. Bữa nay làm như em thấy bớt. Em thấy bớt hơn bữa hổm hả? Bữa hổm thấy nhiều hơn ha. Hình như là có cầu gần nhà mình, năm nay mình thấy bán rượu nhiều lắm các bạn. Đây, cái chai rượu này hôm trước Phụng có quay rồi nè. Họ bán là 3.699 sen đó bạn. Thế nữa chắc cũng là gần 4.000 chai rượu đó các bạn. Hai chồng đang đi vòng vòng qua cái hàng rượu mà nãy giờ chưa có ra hết nữa. Rượu quá trời rượu luôn. Nó chứ nhiều loại quá Phượng cũng không biết loại nào nữa. Phượng quay chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn biết thì chia sẻ giúp cho Phượng nha. Phượng cảm ơn rất là nhiều. Rượu trái thơm. Rượu trái thơm thì mình thích cái hình trái thơm thôi chứ không biết rượu bên trong nó ngon hơn dở. Mình mua về Tết Việt Nam mình trang trí cho nó đẹp. Nãy giờ mà hai chồng đi mấy hàng rồi sao? Nãy giờ hai chồng đi mấy hàng rồi mà chưa có hết hàng rượu nữa đó. Từ bước vô là có đã có rượu rồi. Chắc thành phố hay hoặc uống rượu nhiều quá thành ra là có cồ hay hoặc bán rượu tăng cường 2-3 hàng rượu luôn các bạn ơi. Nói đùa thôi chứ lễ thì mọi người thì hay mua một chai rượu về nhà cái mình ăn lễ rồi mình nhâm nhi. Thành ra là hôm nay giảm anh. Không có giảm. Cái rượu này ngon nha các bạn. Rượu này. Rượu này ngon, rượu này là rượu của Nhật nha các bạn.
Nhà Phượng thì Phượng hay mua cái loại rượu này về uống nè. Họ đang bán cho mình là 10 đồng 99 cent ha các bạn, rượu trái plum ha. Ở trong đây họ có mấy cái trái này nè. Khi Phượng uống xong rồi Phượng tiếc đó, Phượng cũng ăn luôn trái plum mà cũng ngon lắm. Cái rượu này mình hay mua về lắm. Thành ra mình cũng qua rồi mình biết cái rượu này theo khẩu vị của mình thì mình thấy nó ngon. Mà giá nó cũng được, 10 đồng 99, không có giảm giá nha các bạn. Qua hàng bên đây nè các bạn thấy không? Rượu không đó. Giờ mình qua mình mua cua. Đông lắm các bạn, mới có 9 giờ sáng thôi mà mọi người đi rất là đông hết. Bảy đồng sao? Bảy đồng sao chưa? Anh lựa đi anh. Ba con này ngon. Lựa cái con nào nặng nặng á. Ba con này ngon. Ba con này hả? Đưa tay cho, đưa cho. Nặng, nặng. Ờ, nặng ha. Bây giờ. Giờ mình quyết định mình lấy ba con này. Ở chợ thì hôm qua Phượng đi Phượng thấy họ bán cua tươi thì 5 đồng mấy á một phao. Mà ở đây thì cua này á, họ luộc sẵn rồi họ bán là 7 đồng phao hết các bạn. Mua miếng tôm luôn nha. Ngày 400 440 nè. Càng cua này không á. Cua thôi, cua nhiều quá. Thiên quát. Nguyên cái thùng cua thiên quát hả? Muốn mua thùng đó ha anh. 44 đồng sao? Nó nóng rồi về. Đây nè, họ vô thùng vậy nè các bạn. Họ bán là 44 đồng một phao. Một cái thùng này là 439 đồng 99 sen ha. Nhưng mà nhà mình mà ăn đông người rồi mình mới mua cái thùng này hết. Còn gia đình Phượng có 5-7 người sao ăn hết nổi thùng này đây. Bên trong là càng cua này nè các bạn. Cái này là loại nhỏ, mình chắc mua hộp nhỏ thôi. Nên mua cua này hay mua ba con? Cái này là nhiều lắm mà. Cái này 9 đồng phao đó. Mà nó còn nó tắt hết trơn rồi, không còn yếm, không còn mấy rồi. Không còn gạch nữa phải không? Ừ. Thôi mua cái kia đi. Cái này là bán nhiêu phao cũng vậy luôn, cái này 3 đồng 7 mấy phao à. Thôi nghĩ kia nó còn trong đỏ phần còn nếu mà mua tách sẵn thì họ có bán loại này nè các bạn, 9 đồng 99 sen phao, cái hộp này là 37 đồng. Mà nhà mình thì muốn ăn cái loại còn nguyên con á, cái loại còn nguyên con là cái loại này nè các bạn, còn gạch rồi mình về mình tách. Nói chung là có nhiều lựa chọn cho mình hết các bạn, mình muốn mua nguyên con thì mình mua, cũng mua tách sẵn thì có loại luôn. Rồi có loại quay lại cái loại cua hoàng đế trong thùng này thì mình muốn mua, nhà gia đình mình nhiều người đó đông á thì mua nguyên thùng gì. Còn không thôi thì mình mua cái loại dĩa nhỏ gì cũng được nè. Chứ không phải là họ bán nguyên thùng, không có bán dĩa nhỏ hả các bạn. Có đủ đủ sự lựa chọn cho mình hết. Qua đây nữa nè, nó nữa nè. Qua đây cái thùng này là cái loại này. Hai loại khác nhau. Nè, cái này là giống như cái này nè. Dạ, thùng đó nhiêu vậy? Thùng này có 100 mấy à, rẻ hơn kia. Cái khác loại. Cái loại này thịt nhiều hơn nè. Cái loại thùng này là 400 mấy. Vậy chín mấy đồng nữa đâu mất rồi. Đây đi phơi đá rồi vậy. Dĩa này hả? Ồ, cái dĩa kia ngon hơn kìa. Thịt trăm mấy nè. Ồ, nó nặng. Dĩa này ngon hơn nè. Đuôi luôn, không có đầu hết trơn á. Cái này là cái mình, cái thịt thôi đó. Họ bán này là 24 đồng 99 cent phao hết các bạn. Người Mỹ người ta đâu có ăn cái đầu hết gạch. Nguyên một cái dĩa vậy là 126 đồng nè. Còn mình muốn mua dĩa vậy thì mình mua, còn mình mua thùng thì nó có thùng nè các bạn. Thùng nó bán là thùng này là 114 đồng ha. Mà họ bán vậy là cái này nhiêu phao đây? 23 đồng một phao. 23 đồng phao, trong thùng thì rẻ hơn chút xíu ha. Còn ở ngoài thì họ bán là 24 đồng 99 sen phao, là 25 đồng phao, thì rẻ hơn được 2 đồng. Mà cái này mình mua mình thấy luôn. Mình lựa dĩa này đi, dĩa này thấy ngon nè. Thôi mình lấy luôn dĩa này đi các bạn, dĩa này ngon nè. Bỏ vô đi anh lấy cái bọc bỏ vô giùm em.
Lấy hai cái luôn đi. À, lấy dĩa ra. Đây là cái thịt bò mà họ cắt mỏng mỏng đó các bạn. Cái này mình mua về mình nướng theo kiểu giống như của Hàn Quốc á. Cái này họ bán là 9 đồng 99 sen bao ha. Dĩa này là 46 đồng. Cái dĩa này cũng ngon. À, dĩa đó nhỏ ngon hả? Ăn rất là nhiều quá đông đá vậy. Thì đúng rồi, cái này là mua về mình muốn ăn một lần thôi chứ mình đừng có đông đá lại ăn ra dở lắm. Dĩa này là họ bán 30 đồng. Rồi lấy dĩa này đi. Dĩa này ngon nè. Cái này họ cắt mỏng mỏng mình về mình nướng lẹ chín lắm các bạn. Nướng theo kiểu mà barbecue của Hàn Quốc á, vừa ăn vừa nướng ha. Vậy là mình quyết định mình lấy dĩa này ha ba. Rồi. Hôm nay thì đi chợ chủ yếu là mua đồ ăn thôi chứ không có mua đồ xài các bạn ơi. Mua đồ về ăn lễ. Gà nướng, tụi nhỏ nhà mình nó thích ăn gà này lắm. Tụi nhỏ nhà mình thích ăn gà này lắm. Thôi đồ đi ăn gà có cồ này, 5 đồng con các bạn. Sao thích ăn cái này nè. Cá này là cá tuna các bạn. Họ bán là 20 đồng 99 sen bao. Hộp này họ bán là 20 đồng 78 sen nè. Mình lấy hộp ha. Một lóc vậy là ba. Đâu bên kia kìa 10 đồng. 10 đồng hả? À. 7 đồng có 3 chai thôi. 7 đồng 3 chai. Còn này 10 đồng thì được 4 chai hả anh? Cái này mình sai đờ là này là nước táo chẳng có gà. Cái này là mình ăn mình không tiêu, mình uống miếng có gà cho dễ tiêu ha. Giờ mình qua tới cái hàng bán đồ mấy cái mà giống như mấy cái xà bông giặt quần áo đó các bạn, họ cũng đang giảm giá cho mình đó. Nước raspberry thường nó thích uống á. Có đường nhiều không? Có đường nhiều không? 26 gram đường. Quá nhiều hả? Cũng được, không đến nổi nhưng mà nó có được cũng nhiều. Nước này thì có mình thường uống là bảo nó không có thích cái mùi này. Hai bình vậy họ bán là 8 đồng 49 sen đó các bạn. Nước vải nó kìa. Đây nước ổi. Nước vải. Nước trái vải họ bán là 7 đồng cặp, còn nước ổi là họ bán là 6 đồng rưỡi. Học tập không có giảm giá ha. Thôi đợi bữa nào có giảm thì mua. Hồng xăm bữa nay là 22 đồng 99 sen thùng đó. Còn nếu mà giảm giá thì nó rẻ được chút xíu thôi, bữa nào giảm giá mình mua các bạn. Trà lít tông nữa, họ bán 10 đồng 79 sen ha. Thôi Yến ở nhà có rồi. Yến này thì thật sự mình nói chứ họ không có có thành phần Yến trong đây nhiều đâu các bạn. Họ bán là cái chai thì họ bán 22 đồng 59 sen, còn cái hũ thì họ bán 45 đồng 99 sen ha. Nếu mình có mua, mình mua cái hũ thì nó rút hơn cái chai một chút. Nó sang đi tranh thủ, sang đi lẹ quá, Phượng chạy theo quay không kịp luôn á. 17 đồng. Kem sầu riêng này á, Phượng quay lên cũng có nhiều bạn nói là có cò của tiểu bang của bạn á, không có bán cái loại kem sầu riêng. Còn không? Thấy có cò gần nhà mình bán mê quá mà chỗ tiểu bang của bạn không có bán sầu riêng. Nói chung là hôm nay mình đi chủ yếu là mình mua đồ ăn thôi các bạn, không có mua đồ xài nhiều. Chưa có cái lượt sale mới, thành ra mình đi quay cho các bạn thấy là không khí lễ Giáng sinh có cò họ đi mua sắm rất là đông. Quay cho vui, chia sẻ với cô chú, anh chị em và các bạn thôi. Chả giò tới ngày 24 tây là hết hạn rồi, hết hạn giảm giá rồi các bạn. Nói chung là hôm nay mấy cái mặt hàng hôm trước Phượng quay là tới hai ngày 24 tây là hết hạn giảm giá rồi các bạn. Kẹo rượu 12 đồng à. Kẹo rượu họ bán một hộp vậy là có 12 đồng rồi các bạn. Giống như mình hôm trước cho mình mua nè. Mà năm nay là năm con rồng, họ để biểu tượng hình con rồng hết. Con nó xem đi. Kẹo
Họ bán là 13 đồng 99 cent cho một hộp á anh. Có sô cô la như này, có chắc phù trong á. Năm nay biểu tượng con rồng, thành ra họ design cái hình hộp kẹo con rồng để mình mua về ha. Mình có thể là trang trí Tết Việt Nam của mình, không thôi mình mua về mình biếu người thân cũng được. Một hộp vậy họ bán là 13 đồng 99 cent, là 14 đồng đó các bạn. Nó có mấy cái hạt này trong đây nè, nó có hạt almond, walnut, cashew với là maca nè. Nó ngào với mật ong. Ngào với mật ong, họ bán một hộp thì là 10 đồng 49 cent ha. Mua một hộp chưa? Thôi chứ mua một cái. Cà phê. Cà phê là ngày cuối cùng giảm anh nè. Cái ngày còn cà phê đó ta. Còn anh ơi. Cà phê của San Francisco Bay hết các bạn. Họ bán là 12 đồng 49 mà hôm nay ngày cuối cùng rồi. Đường chiết xuất từ trái lai hán quả hôm trước Phụng quay chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn á. Hôm nay họ không có giảm này. Họ không giảm mà còn 9 đồng 99 cent là 10 đồng túi á. Hôm bữa thấy giảm Phụng mua 3 4 túi luôn. Cái loại đường này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nói chung là cô chú anh chị em và các bạn mình có tiểu đường đó thì Phượng thấy ăn cái loại này rất là rớt ha. Giờ Phượng đang qua cái hàng này là cái hàng gia vị rồi nè các bạn. Tiêu, ớt, tỏi, muối. Giờ ba Sang đang đi kiếm đồ cho tụi nhỏ nó đi chơi tiếp nè. Đó à, lấy đi, lấy cho hai đứa con đi. Nó đang giảm giá đó, 12 đồng 99 mà giảm còn giảm 6 đồng. 4 tuổi. Giảm 6 đồng còn 6 đồng 99 cho một cái thôi các bạn. Màu xám với màu này thôi à. Một cái hả? Thôi mua cho hai chị em giống nhau cũng được anh. 4 tuổi, muốn màu xám hay màu đen? Người ta mở ra sẵn rồi nè anh. Cái này là 4 tuổi chắc thì nhỏ nhà mình mặc vừa ha. Thôi lấy một cái đi. Rồi kiếm cái 5 tuổi nữa. Đang giảm giá rẻ các bạn ơi. Còn có 7 đồng cho 1 cái à. 25 cây hết hạn rồi. Các bạn ơi, đang giảm giá con này cuối mà hết 5 tuổi rồi. Còn 4 tuổi là mình mượn được 2 cái cho tụi nhỏ nhà mình nè. Rồi, vô xe đi. Cho tụi nhỏ nó mặc đi chơi tiếp. Ấm hai em chắc vui lắm đây. Xe đây nè anh ơi. Thôi lỡ này đi chứ không ngày mai. Rồi, ngày mai là hết sale rồi đó. Hên cho hai em nhỏ, đang giảm giá còn có 7 đồng cái ha. Biết nhiêu rồi? 10 đồng mà nguyên lốc hả? Mai mượn nó ăn đồng. Cái loại giới này Phượng mang Phượng thấy tốt nha các bạn, hiệu Phô Mà ha. Họ đang giảm giá cho mình nè, giảm được 4 đồng rưỡi, còn 10 đồng mà được 10 đôi ha. Ở đây họ có hai màu cho mình lựa chọn nè các bạn, một màu sáng và một màu tối ha. Bạn mình có cần không? Cái loại này thì Phượng thấy mang êm nè. Mình cũng mua cái này luôn. Còn hủ em mình em đó sao rẻ quá, 10 đô giớ mà có 10 đồng mà các bạn ơi, quá rẻ luôn á. Kẹo nè, một hũ gì có mấy đồng, một hũ gì mấy đồng? Có 7 đồng mà các bạn ơi, quá trời rẻ luôn mà tới ngày 24 tây là hết hạn giảm giá rồi nha các bạn. Kẹo này tụi nhỏ thích lắm. Thịt bò hộp thì hôm nay không có giảm giá. Mà bán một lốc thì là 35 đồng đó các bạn. Spam hôm nay họ cũng không có giảm giá luôn. Mà bán một lốc thì là 23 đồng đó các bạn. Có hai loại ha. Loại nó ít mặn và loại hơi mặn nhiều hết các bạn. Hôm nay ông chủ đi lẹ quá, chạy theo ông chủ không hay giờ kịp. Yeah. Ông chọc tối nay tao qua nhà mày ăn nè. Ở nhà tao mai mới ăn lận. Thường đó tối nay tao ăn rồi. Cái này bò sôi rộp hôm bữa Phượng cũng chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn nè, hôm nay họ lên giá 15 đồng rồi đó. Cái loại này ngon lắm. Vớt 3 đồng rưỡi tới tháng 1 ngày 2 nè.
hộp vậy là mấy phao? Này nặng lắm ạ. Thôi, nặng quá thôi đừng mua chứ. Ba phao. Nó rẻ quá mà nó cái tiền gửi nó nhiều hơn cái tiền tiền ba đồ. Phao, một phao nó 4 đồng tiền gửi mà cái này ba phao là 12 đồng, mua có 8 đồng mà gửi 12 đồng thôi đi, bỏ qua khó quá bỏ qua đi. Cái này rẻ các bạn, hôm nay họ giảm được 3 đồng rưỡi nè, còn có 8 đồng thùng 12 cái ở trong đó các bạn. Ăn bắp rồi cháu. Bắp rồi đang giảm giá tới tháng 1 nè, 5 đồng bịch. Bắp giống như bắp cốm ở Việt Nam mình vậy đó các bạn. Ship đó cũng đang giảm đó. Cái loại này nè. Giống như bắp cốm Việt Nam mình họ đang giảm được 3 đồng còn 5 đồng bịch đó các bạn. Bịch chip khoai tây này á, nguyên bịch to đùng luôn nè, họ cũng đang giảm nè. Còn có 4 đồng 69 cent cho 1 bịch rồi các bạn. Cái này nhớ kìa, đi Đài Loan có mua về Việt Nam nè. Cái bánh này nè, bánh này là cái bánh ngũ cốc á các bạn. Cái này của Đài Loan sản xuất ha. Hôm trước Phượng với Sang có dịp đi Đài Loan cũng có mua cái loại này nè. Sau này qua Mỹ thấy bên Mỹ cũng có bán, 8 đồng cho một túi to đùng vậy luôn á, ăn ngon lắm. Cái này đang giảm. Bữa nay ngày cuối rồi. Cái này cũng cốm cái nè anh. Cốm nào cũng được. Qua bên đây, cái hàng bên đây là bánh mì đó các bạn, đủ loại bánh mì hết. Mà bánh mì trong có cổ họ bán một lần vậy nhiều lắm. Thành ra mình mua về mình đông người mình mới ăn hết. Còn gia đình nhà mình thì tính là cũng có 4-5 người thôi à. Giờ Phượng với Sang đang qua tới cái hàng thuốc rồi các bạn ơi. Phượng thấy bao tay ở trong Costco hiệu Khích Linh đó các bạn, họ bán là 18-19 đồng hộp, đủ size cho mình lựa chọn ha. Chung hôm nay thuốc thì mình cũng không có thấy giảm giá nhiều các bạn ơi. Những cái loại giống như Tylenol, Advil rồi mình chưa thấy giảm giá. Phượng thì người Việt mình hay vô đây mua mấy cái loại thuốc Tylenol với Advil, thuốc ho rồi đó, mà hôm nay không có giảm giá các bạn. Collagen hôm nay cũng không có giảm giá luôn. Chỉ còn kẹo là cũng là cuối luôn. Có cái nước nghệ này nè, họ đang giảm giá cho mình 7 đồng còn 27 đồng 99 cent hết các bạn. Đô họ đang giảm cho mình nè các bạn. Lấy cái loại màu xanh đó kia. Hello original. Cái này cho do, cái này là cho da nhạy cảm. Rồi đi về. Hôm nay thì là ngày chủ nhật cuối tuần đó các bạn. Phượng thấy mọi người đi Costco nè, mua sắm rất là đông ha. Thì đến lễ rồi, ngày mai là lễ Christmas đó các bạn. Thành ra mọi người cũng tranh thủ đi mua một chút đồ ăn để về mình ăn lễ cùng với gia đình. Sang với Phượng cũng vậy, cũng rất là tranh thủ. 9 giờ sáng là hai vợ chồng đi rồi. Mà tới cửa thì Phượng thấy mọi người còn đi sớm hơn mình nữa. Rất là đông ha các bạn. Nãy giờ Phượng cũng đi vòng vòng quay chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn, thì hôm nay chưa có lượt sale mới. Thành ra những cái lượt sale cũ tới ngày 24 là hết hạn giảm giá rồi. Thành ra là Phượng chỉ quay lướt qua thôi. Để mà hôm nào tới lượt sale mới mình có đi thì mình sẽ quay chia sẻ gửi đến cô chú anh chị em và các bạn nha. Giờ thì anh Sang anh đang tính tiền để mình chuẩn bị mình ra về. Về nhà mình còn làm một chút xíu đồ để mà gia đình mình cùng quây quần bên nhau ăn lễ. Phượng chúc cô chú, anh chị em và các bạn mùa lễ Giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc nha. Đô khách cò là sợ 400, 500, 600. Chứ quay chia sẻ với cô chú, anh chị em và các bạn mà lần nào hai chồng đi ra là không dưới 200. Rồi, bữa nay 400. Thì đó. Mà không,
sẵn mình đi mua đồ về gia đình mà ăn lễ với lại mình mua đồ về xài á, các bạn không sao. Lúc nào mình quay mà... mình chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn xem video cho vui ha. Đi mua cần mua đồ mình mới đi thôi chứ không phải mình tự mới mình đi. Giờ mình ra tính tiền rồi cổng rồi về. Các bạn ơi, video chia sẻ đi Costco của gia đình mình đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú, anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn xem video thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like nhé, một cái subscribe nè. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi gia đình mình post video lên thì các bạn có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn một mùa lễ Giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye. Thank you. Happy holiday.